Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời, ai cũng muốn kéo được nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an nhiên chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Tuy nhiên, điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Bởi lẽ, có người thì gia đình ôn hòa nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều. Và những người ổn định về kinh tế thì lại không có được hạnh phúc trọn vẹn, nên nghĩ đó cũng là lẽ thường tình. Trong tháng 5 âm lịch này, các thầy tử vi tướng số cho rằng sẽ có nhiều con giáp được thần tài quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không phải vào giai đoạn đầu tháng mà đến 10 ngày cuối tháng, vận may mới phát huy tác dụng. Người ta thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ để thấy muốn thành công cần phải có sự hội tụ đầy đủ các yếu tố tổng hòa. Đó là sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của những người xung quanh và một chút may mắn. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, 6 con giáp được quý nhân giúp đỡ thành công viên mãn. Đây là lúc thiên thời rất tốt để những con giáp trên thực hiện các kế hoạch trong công việc và gặt hái được thành công. Xin mời quý vị hãy cùng đi tìm hiểu xem đó là những con giáp nào nhé. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Dậu. Theo tử vi tài lộc của tuổi Dậu vào năm 2020, tài chính của tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Trong tháng Nguyệt Lệnh ở đất Mộc Dục, người tuổi Dậu đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Dậu, trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này khá là bấp bênh, thu nhập không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng để dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Những gia chủ tuổi Dậu cần tinh thông sáng suốt để không mắc bẫy tiểu nhân hư hao tài sản. Để tài lộc được đủ đầy chất đống không hư hao, các gia chủ nên mang bên mình minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ. Vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Theo tử vi, tuổi Dậu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, có tả phúc tinh, có hữu tài tinh, cuộc đời khá là êm đềm suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, con giáp này dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Có thể nói, may mắn là một phần góp vào sự thành công của tuổi Dậu. Quý nhân của tuổi Dậu có thể là tuổi Thìn, Sửu, Tỵ, cuộc đời thăng hoa với sự giúp đỡ của quý nhân. Song đừng vì vậy mà nghĩ rằng tuổi Dậu thành công chỉ nhờ vào may mắn. Bản thân họ là những người có năng lực thực sự, tuổi Dậu có sự nhạy bén, hiếm ai khó được, sẽ phát huy khả năng tốt hơn khi được quý nhân đưa tay giúp sức. Thêm nữa, theo tử vi, con giáp này dễ gặp được những người lãnh đạo có tâm và có tầm, chịu khó học hỏi, không ngừng đổi mới tư duy. Con giáp này nhất định có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn kéo tới nhà. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, mệnh chủ tuổi Dậu cần hết sức chú ý ngày âm lịch 21 tháng 5, tức 11 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Ất Mão, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 và mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Vào ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận việc đi lại, không đi du lịch xa, không tiến hành những công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Dậu không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh nhưng không dễ dàng tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người. Nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến.
Trong thời gian qua, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi, hy sinh khá nhiều. Tuy nhiên, sắp tới, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giữa tháng 5 cho đến hết tháng 6, tuổi Mùi sẽ có vận may lộn ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Cuối năm nay, tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện. Xem tử vi vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của tuổi Mùi sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, những chú dê sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình, nhất là khi đang có các tinh bách Việt soi đường chỉ lối. Trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng phát triển. Nguyệt lệnh ở đất dưỡng càng tăng thêm cơ hội thể hiện năng lực của tuổi Mùi. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong công việc của mình. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang theo bên mình phong thủy bát bảo tâm kinh. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trong tháng 5 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá là nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng về những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Nguyệt lệnh tháng 5 âm này nằm ở đất dưỡng, tuổi Mùi cần biết cân đo đong đếm, lập kế hoạch rõ ràng cho từng đường đi nước bước của mình. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ có người giúp đỡ. Thay vì tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến cho con giáp này có được cấp trên đánh giá rất cao. Tuổi Mùi có thể được cân nhắc nâng đỡ lên vị trí cao hơn trong thời gian tới, nếu ở thời điểm này bạn giữ được thời điểm giơ phong độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hãy cố gắng duy trì tinh thần làm việc hăng say, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc, lại có được cuộc sống ổn định, không cần phải lo lắng nhiều về các vấn đề liên quan. Tuổi Mão. Người tuổi Mão trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch lại tiếp tục phải chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa có thực sự là như ý. Nhiều chuyện xảy ra, công việc kém hiệu quả, do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Nguyệt lệnh đang dần bước vào đất tử, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm. Tuổi Mão chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở, điều đó khiến cho cấp trên khá tin tưởng và giao trọng trách cho bạn. Bạn biết lượng sức mình, bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Mão lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa áp lực cho mình. Bạn chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể cảm thấy mệt mỏi. Cần phải biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tuổi Mão vốn là người rất trung thực, đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ với những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải loay hoay với cuộc sống riêng. Họ là quý nhân của nhiều người khác và cũng là con giáp vượng vận quý nhân. Những chú mèo giúp đỡ người khác mà không màng nhận lại điều gì, họ cũng không thích sống ỷ lại, phụ thuộc, song lại được rất nhiều người chủ động muốn giúp đỡ. Đây chính là con giáp giúp người ắt được quý nhân trợ mệnh. Quý nhân của tuổi Mão có thể là tuổi Tý, Tuất, Hợi, Mùi. Theo tử vi, con giáp này vốn là trời sinh không phải là người đam mê quyền chức hay sống để cầu tài cầu lộc. Song sự lương thiện khiến cho họ thích được nhiều phúc phần, quý nhân sẽ tự xuất hiện giúp đường chỉ lối. Tài lộc nhờ đó mà hanh thông đáng ngưỡng mộ. Quý nhân vận khởi vượng, nửa đời sau của tuổi Mão sung túc viên mãn hiếm ai bằng. Đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, mệnh chủ tuổi Mão cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 27 tháng 5, tức 17 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu. Đặc biệt, đại kỵ với mệnh chủ tuổi Ất Mão 1975 và mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Vào ngày này, những gia chủ cần phải hết sức cẩn thận việc đi lại, không nên đi du lịch xa hoặc tiến hành những công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau.
Nhìn chung, những gia chủ tuổi Mão không nên tiến hành công việc trọng đại vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Dần. Trong số 5 con giáp may mắn cả đời vì luôn có quý nhân ở bên cạnh, những người tuổi Dần là con giáp khác biệt nhất, họ không chú trọng quá đến mức tài chính. Với họ thì tiền không phải là tất cả, nhưng vẫn cần một cuộc sống có chất lượng tốt với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Do đó, nhiều người tuổi Dần vung tay tiêu tiền không suy nghĩ. Tuy nhiên thì tuổi Dần không bao giờ bị rỗng túi vì thói chi tiêu bốc đồng, khi đó thần tài sẽ luôn bên cạnh họ để mang lại nhiều may mắn thuận lợi trong công việc làm ăn kinh doanh. Đây chính là lý do người tuổi Dần luôn thành công trong những lần đàm phán quan trọng. Trong công việc họ cũng tập trung hết sức, nỗ lực hết mình để kiếm và bù lại số tiền đã tiêu từ trước. Vì vậy mà cuộc sống của họ luôn thoải mái, lạc quan, khiến bao người mơ ước có được. Người tuổi Dần là những người luôn sống với nhiều tham vọng. Họ vốn sinh ra khá là thông minh, ham học, có ý chí, ước vọng cao xa và có mục tiêu rõ ràng. Họ biết mình muốn gì và biết làm thế nào để đạt được điều đó. Khó khăn cũng có khó có thể cản bước được con giáp này. Một điểm yếu của người tuổi Dần chính là sự khéo léo trong giao tiếp. Bản mệnh vốn là người thẳng tính, không có tài ăn nói, dễ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác làm theo ý mình. Đổi lại, con giáp này có số vượng quý nhân, cuộc đời dễ gặp được người giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối. Quý nhân của tuổi Dần có thể là tuổi Hợi, Ngọ, Tuất. Tuổi Trung niên sẽ là khoảng thời gian mà tuổi Dần thực sự vượng vận quý nhân. Con giáp này có thể có được cơ hội vô cùng lý tưởng để phát tài phát lộc. Với những ai biết nắm bắt tận dụng cơ hội thì thành công đều nằm trong tầm tay. Sức khỏe trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch thì cũng khá tốt. Tuy nhiên mệnh chủ cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn uống mà gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Theo dõi tử vi năm 2020, bước sang tháng 5 thì nguy cơ ốm yếu, bệnh tật tăng cao, sức khỏe tuổi Dần khó mà được như ý. Suốt quãng thời gian vừa qua, con giáp này đã mệt mỏi, căng thẳng quá nhiều, không nghỉ ngơi được tốt. Áp lực dồn nén lâu ngày, sức khỏe bị bào mòn theo thời gian, con giáp này kém ăn kém ngủ, thể lực và tinh thần sa sút, sức đề kháng yếu đi, tạo cơ hội cho bệnh tật vùng lên. Hãy chú ý để chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, đừng tiếc rẻ công việc, tiền bạc, bởi khi sức khỏe không có thì những thứ kia cũng chỉ là phù du. Để kích tài lộc, giữ tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, tuổi Dần cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 26 tháng 5, tức 16 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Canh Thân, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Mậu Dần 1998 và mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Vào ngày này, gia chủ cần hết sức cẩn thận việc đi lại, không nên đi du lịch xa, không nên tiến hành công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Dần không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Tuất. Điểm nổi bật trong tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch năm 2020 của tuổi Tuất chính là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt được thành tựu đáng kể sau thời gian khó khăn liên tiếp. Bước vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng khi mà nguyệt lệnh lâm đất quan đới, con giáp này biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn, thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay, có phần nhanh chóng hơn người khác. Có điều, Bạch Hổ hung tinh nhập mệnh cho thấy con giáp này có thể gặp rắc rối về sức khỏe, cẩn thận, bị người khác hãm hại hoặc bản thân gặp tai nạn do thiếu cẩn trọng. Chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn do con giáp này sống quá là cảm xúc, tuổi Tuất đặt nặng chuyện tình cảm nên khi không suy nghĩ được tỉnh táo sáng suốt, dễ bị dẫn dắt đi theo con đường sai lầm, thậm chí là bị lừa gạt tình cảm. Trong lĩnh vực sự nghiệp, tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch có quan đới trợ mệnh, tuổi Tuất dễ dàng vượt qua được khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường đi tới thành công. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến cho bạn nản lòng mà còn khiến cho bạn thêm vững tâm tiến bước.
Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Giáp Tuất cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí của mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để thuận lợi hơn trong sự nghiệp và cuộc sống, quý gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Những gia chủ tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất thường không gặp nhiều may mắn vào thời tiền vận nhưng sẽ gặp được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. Trong thời gian qua, những gia chủ tuổi Tuất đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở, thậm chí là có những mất mát và hy sinh. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây, cụ thể là từ giữa tháng 5 cho đến hết tháng 6, cuộc sống của tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi sẽ gặp được quý nhân sẽ đưa đường dẫn lối giúp cho tuổi Tuất tìm kiếm được cơ hội làm giàu. Cuối năm nay sẽ công thành danh toại, làm tiền đề phát triển cho những năm sau. Đặc biệt trong 10 ngày này, mệnh chủ tuổi Tuất cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 22 tháng 5 tức 12 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và mệnh chủ tuổi Canh Tuất 1970. Vào những ngày này, gia chủ cần phải hết sức cẩn thận việc đi lại, không nên đi du lịch xa hay tiến hành những công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tuất không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Tý. Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh và ưu điểm để thay đổi, cải thiện bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp vào giai đoạn tiền vận. Trong thời gian qua, tuổi Tý cũng như những con giáp khác đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở, sự nghiệp tài vận bị ảnh hưởng nặng nề. Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 tới đây thì vận may của tuổi Tý sẽ lộn ngược dòng. Họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân bên cạnh phù trợ, giúp mọi khó khăn đều được giải quyết. Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, chuyện rủi, hóa lành, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, cuối năm sẽ có cơ hội làm giàu. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay là người đưa ra quyết định thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy giăng ra từ trước. Hành động bốc đồng, thiếu sự cẩn trọng dẫn đến hậu quả khôn lường. Không chỉ lợi ích cá nhân bạn bị ảnh hưởng mà còn có thể cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc. Con giáp này dễ mắc sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ cần một nước cờ sai lầm có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, đang ở đâu và làm gì. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, trong thời gian này, tuổi Tý khó mà có được những điều mình mong muốn. Cả tình duyên, tài lộc đều đang phải trải qua giai đoạn quá là khó khăn. Con giáp này có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người thân, đó là còn chưa kể đến việc bạn dễ nóng nảy, khiến những xung đột của người ngoài cũng chẳng hề ít, các mối quan hệ ngoại giao không được tốt lắm. Điềm báo tử vi cũng cho thấy, những chú chuột gặp phải họa đại hao nên tiền bạc trong túi cứ thế không cánh mà bay. Nhất là khi mà con giáp này chẳng hề có tư tưởng tiết kiệm đề phòng cho tương lai mà kiếm được đồng nào xào ngay đồng ấy. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền, bởi trong tháng lâm cục đế vượng thì chuyện làm ăn buôn bán hay công việc cũng đều tiến triển tốt, tiền về tay không ít, chỉ là con giáp này tiêu xài hoang phí quá mức mà thôi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, gia chủ tuổi Tý cần hết sức chú ý ngày âm lịch 24 tháng 5 tức 14 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ, đặc biệt đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 và mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Vào ngày này, những gia chủ cần hết sức đến việc đi lại, không nên đi du lịch xa hay là tiến hành những công việc quan trọng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến gia chủ.
cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tý không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về tử vi 6 con giáp được quý nhân giúp đỡ thành công viên mãn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung là vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.